Hòa chung niềm vui hân hoan của cán bộ nhân dân huyện Thủy Nguyên, tối ngày 20 tháng 10, khu dân cư cụm trong thôn Lương Đường, xã Hòa Bình, long trọng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chào mừng 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 25 tháng 10. Tại chương trình, Tri hội Phụ nữ thôn Lương Đường đã tặng hoa cho đại diện chị em phụ nữ trong khu dân cư, chúc chị em phụ nữ có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng trong không khí vui tươi sôi nổi bằng lời ca tiếng hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước ca ngợi đảng bác hồ quang vinh công cuộc đổi mới quê hương thủy nguyên anh hùng quật khởi được đầu tư giàn dựng công phu thể hiện sinh động hấp dẫn đã mang đến cho người xem một không gian âm nhạc sôi động ấm áp ngập tràn khí thế của ngày phụ nữ việt nam trong không khí của mùa thu đoàn kết gắn bó các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của phụ nữ việt nam nói chung và phụ nữ huyện thủy nguyên nói riêng phát huy truyền thống tự hào của phụ nữ việt nam phụ nữ khu dân cư cụm trong thôn lương đường luôn phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống bất khuất trung hậu đảm đang tích cực tham gia các hoạt động hội góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh xây dựng địa phương ngày càng phát triển qua nhiều năm hoạt động của chị em phụ nữ, khu dân cư cụm trong thôn Lương Đường luôn đẩy mạnh quan tâm vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, luôn từng bước khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong xã hội. Nhờ vậy, phụ nữ khu dân cư cụm trong thôn Lương Đường khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn kết, tin tưởng của phụ nữ với đảng, với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, tạo khí thế sôi nổi trong lao động, công tác, học tập của cán bộ, hội viên phụ nữ, thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào, phụ nữ tích cực học học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Chương trình là dịp để chị em phụ nữ, nhân dân trong khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các phong trào phụ nữ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh